Á, mấy nay đổi hình là hình kỳ vậy. Này cái mỏ không có đẹp bằng nha. Má hồng quá nha. Chào chị Nga nghe ngô. Nhìn này lạ quá à, nhìn không quen. Nhìn hình đó là con bé Quỳnh AK này xấu hơn bé kia nha. Hello anh Hữu Hạnh. Cảm ơn cô. Đẹp gái gì chơi. Mỏ này hơi bự. Rồi, mọi người vô lại giùm em nha. Chia sẻ giùm em hết lên nhớ mọi người. Chia sẻ giùm em nha mọi người. Rồi, chia sẻ gặp bơm anh kỳ quá à. Mọi người ơi vô đi nha. Xếp lên cho. Em lên cho mấy anh chị sưu tầm. Bữa nay chắc mình bán cây chớp quá. Cây chớp anh ba. Cho còn mấy nụ nở nè, cho ai có về mình chơi được như mình chơi nha. Chào chị Quỳnh Yến, chào chị Yến Nguyễn, chào chị Gia Phúc, chào chị Thoa. Trời. Nay cho anh chị sưu tầm cây chớp. Kỳ gì mà kỳ. Kỳ cọ dưới đây. Nay nhà em cúp điện hả? Sao cúp hoài vậy? Nay có gì đẹp tặng cho anh cây đi hả? Không có gì đẹp luôn á. Em chào chị Nga, chào chị Tiệp Hồ. Rồi mọi người vô lại đi, chia sẻ giùm em nha. Em sẽ xíu nữa. Hello chị Hồng. Xíu nữa em sẽ tặng cho anh chị hai cây thơm trước nha. Quay cho hai cây thơm. Và bây giờ sáng giờ buồn quá. Em lên cho anh chị cái giá này, giá đầu like. Anh chị nào có chốt thì tranh thủ chốt. Trời bossy cô. Cô còn muốn mấy anh chị tặng quà nữa nè. Sau lưng em có cây này nè. Mà nó bị lủng lỗ rồi mọi người, bị cạp miếng. U đang lên mầm. Đang lên mầm đây nè. Em không? Ở sau lưng em có được hai cây. Em sẽ lên hai cây cho anh chị thôi nha. Còn xíu nữa ví dụ có gì thì em lên giá nhích hơn xíu thôi. Cái này làm lên đầu like cho mọi người chốt qua mở hàng làm em cho ngọt á. Mersenin Robert. Mersenin Robert trắng lưỡi tím hoa thơm. Đó. 1,3765 hả? Cái này nó bị cạp lủng lỗ rồi. Nhưng mà cây vẫn còn sống bình thường, này nó bị giống chày vậy thôi mọi người. À mấy anh chị vô chia sẻ giùm em nha, hai lần trên trang cá nhân và lần hội nhóm nha anh chị. Không có thời gian xem ra vô hoài chứ không ai nói chuyện, phải chạy ra cái mới chạy vô được, reset cái file lại coi. Chứ mấy anh chị lên được 39 cái 38 cái 36 cái rớt. Cái lên cái rớt lên rớt cho em có muốn đâu. Người ta chỉ muốn được ở một chỗ thôi. Đó, ta ra vô hoài nhóc chân không la. Đè nào mà nên em la hả? Sao ăn cây đâm ghi rồi hả? Hay quá trời. Xịt thuốc nó đi. Cây đâm ghi nào á? Cây đâm ghi bự á hả? Hay cây đâm ghi nhỏ? Chào chị Thúy Linh Quỳnh. Rồi, cây này đầu lan sẽ lên trên chị 160 phải không? Em lên đầu like mở hàng nha. 140 chậu này. Đó. Hèn quá mà. Cây mà em thời điểm nào đó cũng sẽ bị tèo teo thôi. Có nhân giống thì nhân giống. Hay không hay gì đâu. Thì cũng đâu có thay đổi được gì. Robert. Nó ăn hết luôn quá. Rồi 140 chị Tiệp Hồ nè. Cái này em để đầu like cho mọi người nha. Hết rồi cũng bỏ ở đây nè. Cho chị Tiệp Hồ cái này 140. Đầu la em ghi hành lý nha, ghi hành lý nha bà. Rồi chị Trình Mến cây này 140 luôn nè. Cho lớn luôn đi. Có hai cây à.
Còn nào cây kia bóc vô tính sao nha. Robert hoa thơm, cây lớn luôn. Đầu lai nha, 140 chị Trình Mến. Chốt đủ đơn giùm em nha, không đủ đơn là từ đây về sau, bắt đầu từ ngày hôm nay là nguyên ngày mấy anh chị chốt không đủ đơn bị xả đó. Có lệnh nó trên xuống rồi. Nó ăn luôn cây ben hả? Ăn luôn cây cáp luôn, ăn hết luôn đi. Em giờ em phun nước, tưới nước nó đi cho nó tưới kiểu như nó lâu lâu á, cho nó có nước ấy ra. Hiểu không ta? Ta cũng không diễn tả được cho mi luôn rồi. Rồi cây này cây kagi nha. 150 cho anh chị luôn. 150 chậu nắng kagi này luôn. Nè có kagi chậu nhỏ nè. 4G không coi lâu được nha. Ừ ok em, chia sẻ đi rồi em hiểu cho nó dần ra chứ. Ừ. Nhưng mà đừng có làm động rễ quá, chứ đừng có kiểu như sao ta, đừng có cho nó bị gãy lá uổng á, nhẹ nhẹ á, nhưng mà cho nó ra cái đó đi rồi mình hả phun thuốc. Rồi 150 này, 150 nha. Em này là nắng kagi, em lên em sell mấy chậu phi 20 cho anh chị đầu like nè. Ôi chị tiệp chốt gì 140 nữa ta. Em này nắng kagi bình thường nè. Rồi trời ơi vô mặt luôn á, kỹ hả. 180 em để cho 150 cây này. Ok thì chốt 150 giùm em. Nắng kagi nha. Mấy anh chị hỏi thường thường mấy anh chị hay hỏi đang lấy cây nhỏ phi 20 nè. Nay có được cây phi 20. 150 chị tiệp hồ nè. Em lên đầu like có cây nào. Ô chị Phượng có móc vô chưa ta? Cho vài cây vô cái này. Đây móng rồng. Hoa nó nè. Em này em bán là em không bán bông nha mọi người. Em sẽ ghi thanh lý cho mọi người nên là em sẽ không bán bông nha. 150 em này luôn. Trời đất ơi tôi bán gì trời. 150 luôn, tặng cho hai cái vòi này luôn. Dạ em lên đầu like cho mình. 150 hết luôn xong lưng. 42 anh chị chia sẻ đi, tí xíu em quay cho hai cây bả na thơm trước nha. Rồi có cái nào em tặng không đồng được thì em sẽ tặng công đồng cho mình. Ok không? 150 chị Trình Mến nè. Cây của anh Bình lấy ra đi em hơi hồi chữ chết. Gãy đầu không? Chữ thú quắc luôn. Chị mới lấy hồ điệp rồi, còn combo nào nữa không? Dạ em còn cái hồ điệp nhỏ tình yêu ơi. Hồ điệp chị Trình Mến 150 hàng thanh lý luôn. Cảm ơn chị Hồng. Hello Đạt. Còn nhưng mà cái hàng mini á chị, hàng đại em hết rồi. Nữa đi em hả về nữa. Em còn mới hàng Thái, tí xíu em lên hàng Thái cho mọi người nha. Ô trời ơi nó đẹp. Rồi cây này 150 thôi, 180 đó. Bán 150 luôn. Ôi trời này, tôi bán gì trời. Thôi kệ, mua đi mọi người. Đẹp quá. Cái này cao hơn, lùm luôn. Trời lớn luôn. Kiếm cho tôi được cái này không? Không. Nâng niu từng giây phút. Đẻ động luôn đi. Ông nãy giờ ông cà chớn với tao đó. Ông mới la tao kìa mẹ. Mời Senin Robert trắng lưỡi tím hoa thơm nha mọi người. Cây này là 180 nha. Em để cho mọi người 150 đầu like luôn. Hả? À em để là em để cái giá là mỗi giá nó vài cây thôi nha, em không để nhiều được. À 1B1 cho chị Trình Mến. Mersenin Robert trắng lưỡi tím hoa thơm, dòng này nó sẽ thơm hơn hằng bà liễu nhiều nha. Nó mày đi quẹo quẹo lại hồi gãy luôn nhồi không kìa. Hello chị Xuân. Đây để em cho anh chị xem mặt hoa của em này, em được cặp cao mà đẹp mà không chốt là tiếc lắm á nha. Tại hàng này thường thường là 200 em bán rẻ 180. Nói anh Phạm Bình phải không mày? 150 chị Tiên Lê nè, anh mất tiêu cái nút chia sẻ rồi. Anh thoát ra anh vô lại anh Vũ, mất tiêu nút chia sẻ. Thoát ra vô lại nha, em để 150 cho anh chị giá đầu like là. Úi giời ơi luôn á. Nè mặt hoa nè thơm lắm. Cái cây của em hiện tại ở nhà nó ra vòi quá trời luôn, lớp bà liễu, lớp nó, lớp hàng ben, lớp chấp bẹp. Trời đất ơi mẹ em nói. Nó ra hoa quá trời luôn. Màu hoa của em đang lên nè. Em còn được cây cao nữa nha. Ai muốn lấy thì tranh thủ lấy. Em để giá này em ghi thanh lý nha mọi người. Mọi người biết cái từ thanh lý rồi phải không? Để chữ thanh lý cho giá nó rẻ. Chứ cây này bình thường là 180 cây đó. Đẹp chưa? Nè nữa cho lên chậu gì nè. Rồi ơi
thời điểm vàng để mình nắm bắt, mình mua chậu đẹp, mình lên chậu thiết kế đó mới tình yêu ơi. Thơm lắm, thơm luôn. Đó. Xịn sò luôn á. Em còn cây cao nữa. Tí xíu quay cho hai cây thơm. Còn cây cao nữa nè. Ai, chị Tiên lấy thêm cây này hành gặp chị Tiên. Hiếm lắm á. Mấy hàng này mà trồng cao là hiếm lắm á mọi người. Đó. Đánh đây nè, đánh đây. Thơm nha, thơm phức, rắn lưỡi tím. Nay bán như này chắc bị chữ chết rồi. Còn cây 150 nữa, tranh thủ chốt nha, không chốt là em qua mã khác, là em lên giá cũ lại đó. Chào chị Thúy Ăn Mai, mẹ nói bông ga quá trời mà không thấy con gái của mẹ đâu. 150 chị Hằng Lê nè, em ghi hành lý nha. Hôm qua mẹ mới gọi nữa, mẹ nói hay là mày đem tiền về cho mẹ đi, đừng đem cây về cho mẹ nữa, mẹ chăm. Mẹ chăm không à, mày không có chăm gì hết. Rồi em lên cho mình em này, tiếp tục là một cây cao 160 đó. Em đi cho anh chị cái giá này là nhỉnh không á. 160 nha, hoa nó nè. Trời ơi, này tặng thêm một chùm dương sĩ nha. Đẹp quá đẹp. À, em có cây lùng lùng nó kèm 160 anh chị lấy. Ôi, hai cái mầm tơ luôn. Dễ thương không mọi người? Mối quan hệ cộng tác. Cộng tác ở nhờ. Mà màu xanh hy vọng đẹp quá. Hello Lan Lan nha. Đây, hoa nó nè. Nhà em mẹ nói, ừ mẹ chịu vậy nè. Trời đến gió mà thơm ghê. Hoa được quanh năm luôn. Thơm quá người ơi. Ai mua cây này thử không? Bán luôn. Ai mua cây hoa này thử thì em bán luôn, 150 luôn. Nè, ủ nâu ủ nằng. Mấy anh chị mua robot cây cao khó kiếm lắm. Robot bà liễu mà trong chậu phiên 20 mà cái chậu nhỏ mới lên đó. Mà cây cao là anh chị khó kiếm lắm. Quá là đẹp luôn. Cái này là 180 nha. Em để cho mình 150 làm không có tính hoa bông nha mọi người. Quá là đẹp. Đã biết khâu khua. Thì mẹ đuổi luôn rồi em. Mẹ đuổi luôn rồi. Thôi chị yêu lấy thêm giùm em đi. Em để cái giá này đổi em bán không được. Ủa cây của chị này cũng cao không? Cao không? Vừa chứ nó không có cao. Mà cũng không có lùn nha. Cây của chị là ở mức vừa. Mức vừa. Mức vừa phải. Chị mua thêm đi chị. Thơm quá mọi người. Cao nhiêu ăn hết đó chị. Kè nó nói em cao nhiêu ăn hết nhiêu kìa. Không đủ, không đủ không ăn nữa kìa. Chậu này 150 luôn anh Vũ ơi. Thơm lắm. Bán luôn, có cây mặt bông, bán luôn. Chắc ba chửi chết, ba móc cho mặt bông vô cho coi mà bán luôn mới ghê chứ. Thanh lý nha, không tính giò đâu nha. Hello Bảo. Bữa nay em chắc em sẽ lên cho mọi người cây chớp nha. Ok không? Cho mọi người về chơi hoa, chị Su Su đồ nè, Cham đồ nè, Bảo nè, Di nè, Quy đồ nè, anh Bình đồ nè, anh Lê Anh nè, anh Vũ đồ. Nói chung là đa số mấy anh chị đây ai muốn ấy thì xíu em lên cho cây đó. Cây đó hơi bị hiếm á. Nào chị về. Em câu. Ừ đã ta nói hình nãy giờ. Ai biết tưởng nó nè. Nè muốn mua lấy cây này nè má. 160 nè. Chào chị Linh Duyên. Họ anh chửi em chết. Muốn lấy nhiều thân không? 160 em lấy cho anh cây này nè. Rồi hello bà Cana Quỳnh nha. Cái này là 180 á. Em hoa của chị chết rồi. Thôi mà người ta thấy người ta. Đó, không có kể được hết. Không có kể được hết. Em hoa của chị chết rồi. Nhiều khi em đi công tác rồi sao? Em cũng vô ngay lúc đó là sao? Má con ở đâu đây vậy chàng có chứ. Nè. Anh Vũ hay là muốn lấy cây hoa? Thấy bình luận em không? Giờ mới thấy bình luận nè, nãy giờ chưa thấy. Mới thấy mà vô xem, giờ mới thấy bình luận em không nè. Mấy cây mà nó có bông trước là nó không có lùm. Không, không bớt nữa. Trời, em bán giá này là em bán giá hành lý rồi. Mọi người nè. Vừa đẹp vừa thơm luôn. Nói nghe nè, mọi người ơi, mọi người. Năm hai anh chị yêu dấu. Anh chị mà chốt hàng á,
năn nỉ anh chị like của em, anh chị chốt đủ like giùm em nha, đủ đơn chứ lộn, để hôm thôi ngày mai mấy anh chị bị xả đơn á, uổng lắm á, nó không có giữ lại đâu. Tại bây giờ là like từ sáng cho tới chiều tối là chắc hôm qua của em không hai like phải không, buổi chiều bé kia mấy like ta, hai like ba like gì không biết nữa, hai like gì á là 4 like rồi, từ sáng tới chiều rồi nè. Anh Vũ lấy cái này đi, em để trên Vũ 150 luôn, bán giá hàng lá nha, tại mấy chị ủng hộ hoài à, nên làm kêu thôi cái đơn ngày hôm qua chừa lại đi, khoan hả xả, để bữa nay cho anh chị gộp. Hello anh mình, lấy cho em kem ba chất nha. Cho anh Vũ cái này 150 hàng lá luôn nha, cái này là hành lý môn hộ hết, cái chậu không 20.000 mọi người. Em bán giá này là giá tương tác cho anh chị, giá cây này là bình thường 180 nha, 180 đó, có cao có lùng. Ủa em không thấy điện thoại chốt đơn chị vậy, chị inbox không thấy ghép nè, xíu nha chị Mai Hoa ơi, tại vì đơn nhiều á, có nên bé kia từ từ nó ra. Công việc của văn phòng là nó sẽ ra đơn từ từ nó ra mọi người, đợi giùm em nha, chứ không phải là chưa ra đơn rồi cái vẫn gặp được nha, chưa ra đơn cũng không có gặp được, cứ đủ đơn làm đi cho mọi người. Ủa bữa nay lên đậm đẹp quá trời luôn, em không lại là ba bông chán nó thiệt chứ. Chốt gì? Hello các tỷ, đừng xả hai cây sổ thằng tím của chị, đủ đơn chưa? Chốt cơ 160 để nó ngắm chơi gì, cái nào cây lầm á hả anh Bình ơi, anh Bình nói gì đó, ở chỗ con 160 để nó ngắm chơi quỷ sứ hả, giỏi 160 đi luôn, ở gần làm đi luôn cho, còn không là bị xả uổng lắm mọi người, nhớ nhớ nha. Cây gì á anh Tăng Minh, rồi anh Vũ mất tích nữa rồi, cây này em đang sale thanh lý cho mọi người 160, nhưng mà hồi nãy em để có 150 à, em để 150 luôn nha. Cái vò bông này em tặng về nó có gãy gãy chút xíu, không cảm em cười gì nhở đó, đẹp quá trời luôn. Chậu phi 20, chậu này là chậu thiết kế đó, từ thứ hai mà không thấy điện thoại là gì, là cái đơn kia là shipper chưa giao quá hả, chờ chị Liên Lê phải không, ở đơn kia là shipper chưa giao không. Hoa hồng blue, hoa hồng đỏ 70.000 cây, 3 cây 200. Hello chị Mỹ Yến, trời ơi cái này thơm lắm nha, không mua thì tiếc, gắn chịu nữa, em trở về giá cũ không có giá này đâu, 170-180 cây, rẻ nhất luôn cho anh chị là 160 cây đó. Nè mấy chị thấy nó làm bông, nó làm bông là nó không có lo, có đồng tiền tím hả, đồng tiền tím chưa về, nó làm bông là nó không có lo cho cái thân, mặc dù mập ú u nha, mập ú u cao nhưng mà nó ít thân, không quá trời luôn mọi người, mọi người không mua uổng quá, thơm lắm, thơm hơn mà liễu nha. Cái này ai lấy bán cho, cái này đang sale là bán có bông nè, được mầm tơ nè, ú nu nè, 130 cây này luôn, hàng lá. Anh Việt Lê chốt cái gì, số mấy, thấy anh Việt Lê không, sao cho số họ địa chỉ vậy, họ lọc lên ra tôi có thấy gì đâu. À anh Việt Lê ơi, anh chốt gì á, chốt giá giùm em nha, cái này cho anh chị thanh lý môn hộ luôn, em bán nhiêu mọi người, 130 hả, bán luôn 130 luôn, không có tính cái dồi nha, về cái dồi gãy đừng có bán giống em nha, bán giống là em bị chửi, bị chửi là em sukana là em buồn đó. Lên sưu tầm không có nha, nhưng mà thôi lên sưu tầm mấy anh chị chốt không đủ đơn bị xả cũng vậy à. Hello Lê Hoàng, gần Việt Mai tự nhiên cho số điện thoại địa chỉ là gì anh ơi, anh ơi đơn đủ 180-200 đi đơn cho mọi người nha, 130 cái này thanh lý cho mọi người luôn, cao nha. Có ai bị ẩn gì la lên, mà Cana Quỳnh có bị ẩn không, hỏi thấy comment không, cái mất tiêu luôn rồi. Trời cặp này ghép vô nè ha. Không, không quá trời luôn, sao chịu nổi.
hôm qua có 20 đơn chưa đủ đơn á. Em kêu để lại đi, hôm nay mấy anh chị vô chốt, tại mấy anh chị lúc chiều vô trễ, mấy anh chị khách quen rồi mà. Có mấy anh chị khách mới người ta không biết nữa, nên người ta chốt có 1 cây người ta đi ra mất tiêu.